Báo cáo đồng chí, tôi cảm thấy nội dung cọc sóng này rất thú vị, giống như mình đang chơi ngoài công viên ạ. Tôi phản đối với ý kiến của đồng chí Quỳnh Anh. Xin ý kiến của đồng chí có nhất trí không? Nhất trí! 2, 3! Duy thì cũng nhìn mà Quỳnh Anh cũng nhìn, Thành cũng nhìn, chả biết phải làm cái gì cả. Vào đây, sang rồi đấy. Quỳnh Anh, Duy ơi. Tiếp tục các đội từng bước từng hình. Anh kêu kêu. Duy Anh, anh lên đây. Anh kêu kêu.